Mọi người, khi chọn một hệ thống âm thanh cho gia đình của mình thì chắc hẳn là chúng ta sẽ cần phải chú ý đến rất là nhiều yếu tố như là chất lượng âm thanh, thương hiệu đến từ đâu và đặc biệt đó là giá thành sản phẩm như thế nào. Nghiên cứu rất là kỹ và tìm hiểu nhu cầu của các bạn thì hôm nay TCA sẽ đưa ra được một gợi ý về một hệ thống âm thanh chuyên nghiệp cho gia đình của bạn với các sản phẩm đó là cặp loa Yamaha KMS710, thứ hai là mixer Yamaha SMX2 và thứ ba đó là chiếc micro với model đó là E835S đến từ nhà Sennheiser, một thiết bị không thể thiếu trong các buổi karaoke gia đình đúng không? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào review chi tiết về từng sản phẩm trong hệ thống này để xem chúng có gì thú vị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với cặp loa Yamaha KMS710. Như các bạn có thể nhìn thấy thì về hình thức thì đây là một cặp loa với sở hữu màu đen rất là tinh tế và sang trọng. Ngoài ra thì sản phẩm còn có một lựa chọn khác cho những người ưa gam màu sặc sỡ đó là màu đỏ. Và với thiết kế nhỏ gọn như thế này thì bạn có thể linh hoạt lắp đặt trong nhiều không gian khác nhau và đặc biệt là trong không gian gia đình thì đây là một sản phẩm rất là phù hợp. Bề mặt của sản phẩm thì được bao phủ bởi một lớp sơn chống xước, vì vậy tăng độ bền và tuổi thọ cho cặp loa của chúng ta. Ngoài ra thì phần thiết kế của phần thân và phần khung thì rất là chắc chắn với vật liệu siêu bền. Vì vậy có thể nói đây là một cặp loa có độ bền có thể nói là đi cùng năm tháng. Và tổng trọng lượng của cả hai sản phẩm này chỉ khoảng 8kg, rất là nhẹ và nhỏ gọn, phù hợp cho các bạn có thể lắp trong rất nhiều không gian khác nhau. Về tính năng thì sản phẩm sử dụng công nghệ âm trầm phản xạ kép 2 chiều, cho phép người dùng kết nối mạnh mẽ với loa âm trầm. Đường kính loa khá là lớn, cho tiếng bass rất chắc, sâu và trong, độ ồn bị lọc bớt và hoàn toàn không bị mất tiếng. Khả năng xử lý âm thanh của sản phẩm khá cao với công suất là 250W. Độ nhạy của loa là 90dB. Khi lên cao, âm thanh phát ra không bị bóp méo. Sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu Yamaha uy tín, đảm bảo độ bền trong nhiều năm. Và cặp loa Yamaha KMS710 thực sự là một sản phẩm rất phù hợp để cho nhu cầu thưởng thức âm nhạc hay hát karaoke tại nhà của chúng ta. Các bạn sẽ cảm nhận được âm bass trầm ấm và âm treble trong sáng khi chúng ta sử dụng cặp loa này. Khi lên cao thì chúng ta sẽ không cảm giác bị vỡ tiếng, còn khi giọng xuống thấp thì rất là rõ ràng và mượt mà trong từng âm thanh và câu chữ. Và sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn được coi là linh hồn của hệ thống, đó chính là sản phẩm MX2. Đây là bộ mixer của nhà Yamaha. Như các bạn có thể quan sát thì về tổng thể như là ngoại hình thì chúng ta có thể nhìn thấy là sản phẩm có một màu đen rất là tinh tế và hiện đại. Màu sắc đen thì được rất là nhiều thương hiệu sử dụng và Yamaha cũng là một thương hiệu tận dụng cái sự huyền bí và cái sự cuốn hút của màu đen để đưa vào thiết kế sản phẩm của mình. Ngoài ra thì sản phẩm này còn có hai tay cầm. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Hai tay cầm này được thiết kế để giúp cho chúng ta trong cái việc di chuyển và lắp đặt nó sẽ linh động và nhanh chóng hơn. Và với trọng lượng chỉ khoảng 4,2kg thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái trọng lượng rất là lý tưởng cho việc chúng ta lắp đặt cho hệ thống gia đình của nhà mình. Một đặc điểm nổi bật nữa của sản phẩm MX2 của nhà Yamaha đó là sản phẩm còn có thể kết nối với jack cắm. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là chân 6 ly giúp chúng ta có thể kết nối các thiết bị khác một cách linh động và dễ dàng hơn. Ngoài ra thì các phím, các núm điều chỉnh, các chức năng thì được thiết kế rất là nhỏ gọn và được phân chia màu sắc giúp cho chúng ta điều chỉnh cách dễ dàng và tiện lợi hơn. Về tính năng của sản phẩm mixer MX2 này thì đầu tiên chúng ta phải kể đến. Thứ nhất là sản phẩm sẽ gồm có 10 đầu ngõ vào và 4 đầu kết nối cho phép chúng ta sử dụng 4 micro đồng thời. Trang bị nguồn Phantom Power. Thiết bị có thể kết nối trực tiếp với guitar hoặc bass mà không cần thiết bị hỗ trợ. Hoạt động như một ampli, dễ dàng kết nối với các dòng loa passive để hoàn thiện hệ thống âm thanh. Thứ hai đó là sản phẩm có tính năng là positive feedback. Tận dụng công nghệ kỹ thuật số độc đáo của Yamaha, ngay lập tức loại bỏ âm thanh phản hồi khó chịu, chỉ cần một nút chuyển đổi. Thứ ba đó là sản phẩm tích hợp công nghệ MX2 One Knob Master Touch. Định hình âm thanh bằng công nghệ MX2 One Knob Master Touch cho phép bạn điều khiển EQ dễ dàng chỉ với một nút vặn đơn giản, với ba chế độ Speech, Music và Bass Boost cho các mục đích sử dụng tương ứng.
Đặc điểm thứ tư là sản phẩm sở hữu các tính năng tiếng vang cao cấp, tích hợp một số thuật toán phát triển độc quyền bởi Yamaha, chỉ với một núm vặn dễ dàng điều khiển 4 loại hiệu ứng vang như hall, ledge, room và echo cho các không gian khác nhau. Và đặc điểm cuối cùng cũng là đặc điểm rất là hay của sản phẩm này, đó là tích hợp bộ chống phản hồi âm thanh. Sản phẩm với bộ chuyển dội âm tích hợp giúp âm thanh trở nên ổn định và rõ ràng hơn. Khi chúng ta sở hữu một chiếc mixer như thế này thì chúng ta chỉ cần thêm một chiếc loa và một chiếc micro là chúng ta đã có một dàn âm thanh hoàn hảo. Và để tăng sức mạnh cho dàn âm thanh của mình thì các bạn có thể sử dụng thêm một chiếc loa siêu trầm. Ngoài ra thì với sản phẩm này thì các bạn có thể kết hợp với các nhạc cụ như là đàn guitar hay là trống điện tử giúp cho buổi biểu diễn của chúng ta trở nên sinh động hơn. Và bên cạnh mình chính là sản phẩm Micro Sennheiser E835S. Đây là sản phẩm chúng ta không thể thiếu trong một dàn âm thanh của gia đình. Và như các bạn thấy thì về ngoại hình của sản phẩm này thì sản phẩm được thiết kế với một màu đen nhám rất là sang trọng và hiện đại. Và theo như mình quan sát thì chất liệu nó được làm hoàn toàn từ kim loại, vì vậy mà chúng ta cảm giác là nó sẽ rất là chắc và cầm thì rất là đầm tay. Và kích thước này thì mình nghĩ là rất là phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Và như mình cầm thì các bạn có thể quan sát là rất là thoải mái đúng không? Nút điều chỉnh tắt mở của chiếc micro này thì được thiết kế khá là to, vì vậy rất là thuận tiện cho việc chúng ta tắt mở sản phẩm như thế này. Và khi sử dụng thì sản phẩm có một sự đồng nhất về âm thanh khá là chắc chắn, là khi chúng ta để ở mic gần miệng hay là xa miệng như thế này thì cái độ âm thanh nó không bị nhiễu mà không bị mất tiếng. Và đây được coi là một sản phẩm rất là tốt ở trong tầm giá và các bạn nên cân nhắc. Về tính năng của sản phẩm thì khả năng tái tạo âm thanh rõ ràng với hiệu quả cao, chịu được mức độ nén áp suất âm thanh cao, loại bỏ tiếng ồn và tiếng vọng rất tốt. Micro Sennheiser E835S cho âm thanh rõ ràng, trung thực và mượt mà, phù hợp với việc ca hát, sân khấu, thuyết trình, giảng dạy hay là hội thảo. Và để tăng sự mạnh mẽ cho dàn âm thanh của bạn thì các bạn có thể sử dụng thêm loa âm trầm, và TCA gợi ý cho các bạn một dòng loa âm trầm của nhà Yamaha, đó là DXS15MK2. Sản phẩm sở hữu các tính năng, bộ chia tần trang bị Fixed Tuning độc đáo của Yamaha giúp âm thanh có độ nét rõ hơn. Ứng dụng bộ nén đa giải thông minh D-Contour 2 chế độ mang đến âm thanh nhất quán và mạnh mẽ ở tất cả các mức đầu ra. Sử dụng lưới thép tản nhiệt cao cấp tăng độ bền cho sản phẩm trước các yếu tố vật lý hay thời tiết. Sản phẩm dễ dàng bố trí, lắp đặt trong không gian hay di chuyển khi cần thiết. Và để sử dụng hệ thống này thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt vào đầu nối một cách đơn giản nhất nhé. Ở đây thì với phía âm ly thì mình đã có sẵn một chiếc jack cắm loa chuẩn 6 ly. Thì ở đây mình sẽ cắm vào đầu ký hiệu left. Thì ở đây mình cắm vào left thì tương tự thì mình sẽ đầu nối ở loa left, là loa ở bên trái đây. Phía sau này mình có hai cái đầu dây như thế này. Thì đầu màu đỏ, các bạn để ý cái chữ màu đỏ này, thì mình sẽ đầu nối vào cái ốc màu đỏ này. Còn tương tự màu đen thì chúng ta sẽ đầu nối vào màu đen. Rất là đơn giản. Và tương tự thì với chiếc loa Bright, tức là lên bên phải, thì chúng ta ở đây sẽ có jack bên phải ký hiệu là chữ R. Chúng ta cắm vào đây. Ok. Và tương tự là với chiếc loa bên kia thì chúng ta cũng sẽ đầu nối hai đầu dây màu đỏ và màu đen tương tự nhé. Và cuối cùng là chiếc micro cầm tay, thiết bị không thể thiếu trong những buổi karaoke gia đình đúng không? Chúng ta sẽ đầu nối jack cắm của micro như thế này, rất là đơn giản. Và một đầu dây nối chúng ta sẽ cắm vào chiếc mixer. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ sử dụng đầu cắm 3.5mm để chúng ta kết nối vào mixer và một thiết bị khác như là điện thoại, TV hay là laptop để chúng ta có những bản nhạc và những buổi biểu diễn cùng với gia đình. Với dây này thì chúng ta sẽ cắm ở vị trí này. Màu trắng thì chúng ta sẽ cắm vào chân màu trắng, màu đỏ thì cắm vào chân màu đỏ. Ok, rất là đơn giản đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta có thể sử dụng hệ thống một cách trơn tru và mượt mà rồi.
Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp như vậy nhưng bật mí với các bạn là giá thành vô cùng mềm, chỉ với giá khoảng 20 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu hệ thống như vậy rồi. Và hệ thống thì gồm các sản phẩm có xuất xứ rõ ràng với các thương hiệu hàng đầu trên thế giới nên các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là việc các bạn tự hào khi sắm cho gia đình của mình một hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Còn chờ gì nữa mà không sở hữu ngay hệ thống này đúng không? Vừa rồi là một trong những gợi ý mà TCA mang đến cho các bạn về một hệ thống âm thanh hoàn hảo với chất lượng tốt trong tầm giá. Và để nhận những tư vấn về kỹ thuật miễn phí, hãy liên hệ tới số hotline 0904 575856 và để đặt hàng, hãy liên hệ tới số 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.